rơi bước em trong cuộc đời Không phải là lớp chọn nhưng các em rất thông minh và hiếu động. Ngày ấy đến nay đã 33 năm có lẽ. Hôm nay vui mừng được về dự buổi gặp mặt sau 30 năm ra trường của lớp học sinh đến lớp D năm đó, được gặp lại em Toàn với các khuôn mặt vẫn khuôn mặt vui tươi của họ. Và tôi biết rằng là sau khi ra trường một thời gian rất ngắn, em đã rất thành đạt trên thị trường và giờ lại chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là ngân hàng tài chính. Và hiện là tổng giám đốc một ngân hàng số, một đối tác chiến lược số 1 của ngân hàng Việt Nam. Được gặp lại em Phong, tôi còn nhớ ngày đó thì mới thoát khỏi bao cấp được chưa được lâu, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngoài những giờ học trên lớp và ở nhà thì em Phong có một bạn cá rất giỏi cải thiện sinh hoạt và là rồi được. Hiện nay em là giám đốc Viễn thông Bắc Ninh và nơi vận hành những cỗ máy đồ sộ tinh vi nhất Việt Nam và thế giới. Được gặp lại em Phong, được gặp lại em Tuấn. Không biết em Tuấn có mặt ở đây không? Là chiều nay ạ. Em Tuấn thì gương mặt rất suy tư và nghiêm khắc. Hiện nay là tránh án tòa án nhân dân Tiên Du, huyện Tiên Du, và là một huyện rất tiềm năng của Đồng nhất Bắc Ninh, và rất nhiều những khuôn mặt hành đạt khác của các em lớp D năm đó trên các mặt trận kinh tế xã hội, và cái những hạt giống mà các thầy cô giáo Hàn Thuyên gieo trên đứa học sinh năm đó nay đã nảy trồi đơm rộng và ra hoa kết trái. Tôi rất mong rằng được gặp lại các em lớp D khóa 86, 89 trên quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc, để chứng kiến được những sự đổi thay và phát triển không ngừng của các em, góp phần vào phát triển của quê hương đất nước. Kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo Hàn Thuyên và khóa học sinh khóa lớp D khóa 8689. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các thầy cô giáo và các em, thực ra thì tôi đã đứng trên bục giảng 35 năm Hàn Thuyên, nhưng mà hôm nay là hơi run. Đứng trên bục giảng không run nhưng hôm nay hơi run, bởi vì là trước mặt tôi không phải những cô cậu hộp trò nhỏ xinh xắn năm xưa, mà bây giờ toàn những người có những cái vị trí rất quan trọng trong xã hội, toàn là giám đốc sở, rồi thì giám đốc công ty này công ty khác. Và với chúng tôi thì những cái cương vị đấy là cảm thấy, trước những cương vị đấy là cảm thấy mình nhỏ bé lắm. Nhưng mà thôi hôm nay thì gặp lại các em, cũng muốn là các em coi các em như là những học trò. Không biết nói gì, bởi vì những lời mà thầy Mạnh nói thì cũng đã cái suy nghĩ của chúng tôi cũng giống như thế. Thì chỉ xin được đọc mấy vần thơ, mà cũng là những vần thơ này rất là gắn bó với học trò. Thứ nhất là vần thơ khi mà trường, bài đó thì tôi đã được gửi vào cái tập san của trường. Bài thứ nhất là bài giã từ, và bài thứ hai là bài gặp lại. Để đọc bài thứ nhất trước. Giã từ cái bậc cầu thang, giã từ hàng nhãn dãy vàng trước sân, giã từ quân vẽ kêu phượng nở bước chân ngập, giã từ ngày hội tưng bừng nửa đêm dựng trại ngỡ ngùng lon, giã từ trang vợ học trò, giã từ đất bên bờ yêu thương. Bài thứ nhất ạ. Xin đọc bài thứ hai. Cất cánh bay đi khắp bốn phương, nay về tụ họp giữa quê hương. Mấy mươi năm ngậm ngùi thương nhớ, kỷ niệm buồn vui trốn học đường. Nửa đời mê mải cùng sự nghiệp, giật mình tóc đã điểm hơi sương. Thắm thiết hẹn nhau luôn trở lại, Hàn Thuyên tổ ấm mãi yêu thương. Đúng là sau 30 năm khi mà các em đến gặp các em rất nhớ. Họ nói rằng cô có nhớ em không? Thực ra các khuôn mặt chắc cô nhớ, nhưng mà sự đẹp tên thì cũng là các nhớ được, nhớ các em. Nhưng mà cứ cốt cách học sinh Hàn Thuyên đi tới đâu gặp ở dù ngoài đường là bọn cô là vẫn nhớ hết lịch sử học sinh Hàn Thuyên. Sau cũng mấy chục năm, ba mấy năm công tác tại trường thì cô sẽ lớp nó dài lớn khác. Về đến Hàn Thuyên thì cũng rất là nhiều, nhưng mà để kỷ niệm lớp đúng là khi mà làm cũng như thế làm đánh đạo thì có nhiều, nhưng mà những lớp mà dạy tiếp như thế này là các cô không giờ quên. Khi mà gặp lại cậu Phong, khi gặp lại cậu Toàn hàng ngày thì vẫn là gặp lại cô Hương rồi. Thế nhưng mà lúc đó những cái kỷ niệm mà các em nhắc lại thì đúng là khuôn mặt các em là các cô lại nhớ lại cái kỷ niệm khi vào lớp, hoặc là những cái lúc mà như cậu Quang nói là đừng có nhớ cứ học cậu Quang này chỉ có một tuần thôi là cậu ấy đã nói giỏi lắm rồi, hoặc là những cái lúc mà những cái năm đó thì thầy ý sao cho cô dạy những cái lớp là cô nghiêm thật nhiều. Thầy nói là cách đây độ 7-8 năm có một ông cụ còn đang ở giữa đường ở chỗ chợ Nhớn đấy, là cô Hoa Linh. Thì năm đấy là năm 76, sinh năm 76, sau các em 4 năm. Thế thì cô bảo em chào cô Nghiêm Nga, thì có một ông già, ông đang đi xe đạp, ông bảo ôi cô có phải là cô Nghiêm Nga không? Thì cô dạy con tôi 4 đứa rồi mà lúc nào nó về nó cũng nói chuyện với cô Nghiêm lắm. Thế mà tôi thích, thế hôm nay tôi mới nhìn thấy cô. Thế là ông cụ cứ đỗ xe giữa đường xong rồi tắt đi bảo vâng, thế cô về hưu chưa? Cháu mấy năm nữa mới về hưu của 2 năm nữa cháu mới về hưu. Thế là bảo thôi thế cảm ơn cụ. Thế là như vậy là cái truyền miệng á, là cô Nghiêm Nga là thực ra họ nghiêm, nhưng thực ra lên lớp là ngày đấy cũng nghiêm thật. Vâng, bắt ép em thật. Đúng mà về cái tư tưởng của cô là bao giờ lớp 12 thật dễ dàng một tí, chứ còn lớp 10, lớp 11 mà cái quan điểm đấy mà lại cứ dễ ngay từ đầu ấy là các em sẽ không học. Thế cho nên ngày đấy mà cô Nghiêm, cô nghiêm khắc đối với các em, những kỷ niệm mà nghiêm với các em cũng nhiều. Em là có khi là cũng mang cái tận bây giờ cái hình ảnh là cô là cô nghiêm lắm mà cô ghê lắm. Đúng không? Nói vui thế thôi, nhưng mà thực ra học trò nào cũng được các cô đã dạy ấy, thì thường là bảo ban mà cũng muốn là các em mình đang sau 30 năm thì nhìn thấy sự trưởng thành của các em. Bây giờ cũng có người này có khi là ông ngoại bà ngoại rồi đấy, đúng không? Rồi đấy, đúng không? Đấy thì rất là vui sau 30 năm gặp lại các em ở đây đều là những gương mặt rất là thân quen, yêu quý và tất cả trưởng thành và bình an. Em chẳng có cái gì hơn là chúng các thầy cô cũng rất là xúc động và cũng rất là những cái kỷ niệm của mình chục năm trở về, nên mà rất là thương thương. Nên chỉ có mỗi một điều là nhắc các em dù có đi khắp miền biển của Tổ quốc hãy nhớ về mái trường Hàn Thuyên. Chúng ta hôm nay chắc là các bạn rất nhiều người bất ngờ, đúng không ạ? Thầy Ý, Đỗ Thành Ý còn nhớ cả họ và tên hiệu trưởng của trường chúng ta ngày đấy. Nhìn thấy hiệu trưởng rất to, đúng không? To cho nên là thầy sẽ thầy sau khi tất cả mọi người phát biểu thầy nên kết luận. Và xin thầy có những lời khuyên và chỉ bảo bọn em tiếp tục đứng vững trên cuộc đời này. Chào các bạn đồng nghiệp, chào tất cả các em. Nhận lời mời của anh Toàn và anh Phong ấy, cô cũng rất là ngần ngại bởi vì này rất ít khóa ngoài hiệu trường, rất ít lớp ngoài hiệu trường. Có lẽ là vì thế này, tức là khen ấy thì chỉ có cuối học kỳ rồi cuối năm mới khen, nhưng mà chê. Nhưng mà thứ hai nào ông ấy cũng chê. Hôm nay lên ô tô à, và tại sao tôi lại đi cái khóa này là vì là thầy Mạnh có dặn cán bộ lớp là thầy ý đi thì tôi đi, mà đúng là thầy Mạnh yếu thật. Cách đây 2-3 tuần thì cũng có một lớp đi mời mà thầy Mạnh không thể đi được, nhưng cuối cùng thì để tôi quá và để cái quá rồi cũng đi, nhưng mà yếu lắm. Thầy Mạnh hôm nay cũng rất cố gắng. Hôm nay là đồng chí Long lái xe của anh Phong là hơi chủ quan, đỗ xe rồi bảo là thôi thầy cứ để em vào đón thầy. Tôi không bảo Mạnh không đi đâu, tôi xuống xe, tôi xuống xe và vào. Thầy Mạnh nhìn thấy tôi mới bắt đầu bước ra đấy. Thế thì để tôi nói tiếp, tôi đi nhưng mà tôi vẫn rất lo, bởi vì là đời mình chỉ có chê học sinh cái kỷ luật thì nhiều rồi, khen ấy thì một năm có 2 dịp, sơ kết năm học mới bị chê các học kỳ với tổng kết cuối năm, cho nên là mình không có đi đâu. Nhưng mà đúng vì ông Mạnh mà mình cũng rất là quý ông Mạnh, cho nên phải đến để đủ đi cùng. Đi nhưng mà vẫn lo. Lên đến xe thì mình chưa kịp tâm sự với Mạnh, ông này nói trước. Ông bảo cái lớp này ngày xưa nó kịch lắm, hay bị kỷ luật lắm. Hôm nay thì mình đang bị xuống ô tô. Và đối với vui ông Mạnh là nếu mà có cái thằng nào mà tớ đình chỉ nó là xử lý nó nặng mà không phải bảo tớ không thì tớ phải đề phòng trước. Thế ông Mạnh lại kể tiếp một câu chuyện mình vẫn chết rồi, kể về Đoàn Hương đấy. Rồi là các bạn này là tôi đã lập lại phiên tòa thử án Đoàn Hương vẫn oan thầy Mạnh đến bây giờ, nhưng mà Đoàn Hương oán nó oán sai. Cái vụ tôi không biết là vụ gì, mình không phải trên cao, nhưng mình còn phải bao nhiêu là người mà đến mình mới biết được chuyện. Mà đến hôm nay mới nghe thì mình mới không hiểu được Đoàn Hương là đứa nào, mà tại sao cái ngày mình xử lý thế nào mai xử lý mà để cho nó oán kia thế. Thế thì cuối cùng là ông Mạnh mới kể lại, chả biết là ông Nguyễn Việt Cường thầy dạy chính trị ông này cũng mất rồi, chả biết là ghét gì con bé này, ép cái bà chả không biết xử lý nào. Ngày các bạn thì không biết xử lý kiểu gì, mức độ nào không biết, thì bà cha xử lý Đoàn Hương đốt pháo hay là cái gì đấy, tôi không hề biết cái chuyện gì cả. Hôm nay câu chuyện đó nó chỉ chung trên xe thôi, và cô Đoàn Hương thế hóa thế mạnh, nó không biết là cái này là chủ nhiệm không có quyền, mà không ăn chủ nhiệm phải là giám hiệu, mà giám hiệu thì lại sợ ông Nguyễn Việt Cường để chính trị, ông là đảng viên lâu năm mà. Bây giờ mà tính của đảng có 60 năm tuổi đảng nhưng ông chết rồi. Mình mới bảo bay quá, không liên quan đến mình, thôi cứ đi. Thế là bảo là ngày ấy xử lý thì tớ cũng xe rồi. Ngày ấy mà tôi xử lý lúc đây thì bạn ấy là tớ bảo Long lái xe của Phong, thôi tôi thành muốn ra ngoài. Thôi tóm lại, tức là hôm nay là ngày vui, ta có nhiều chuyện đúng không? Và thầy giáo mừng là em đã rất là trưởng thành, và xin chúc cái cuộc vui chúng ta ngày hôm nay là thật là vui và cuộc hội ngộ này thành công nhé. Xin cảm ơn. Cái này cảm ơn rất nhiều thầy rất là gần gũi và rất là đời thường, không sai một chi tiết nào cả. Và thưa nghị trường của chúng ta, theo đề nghị của nhiều bạn và thể theo tất cả các bạn thì còn nhớ ngày này cách đây 30 năm ấy, là cô Cầm của chúng ta đã viết một bài thơ tặng đủ các khuôn mặt của nước ta, và rất nhiều trong chúng ta đây không còn bài thơ đó. Thế và để điểm danh hại và ôn lại những cái gì đó để trước khi chúng ta vào bữa tiệc này thật sinh động hơn, thì ban tổ chức sẽ trình bày lại bài thơ đó. Và thưa các bạn và thưa các thầy, là bạn Vương Thu Hằng của chúng ta, các thầy còn nhớ, hiện nay thì là định cư ở nước ngoài, xa tổ quốc nhất, là bạn ở xa nhất, đã bay về Đức để chung vui cùng nước ta ngày hôm nay. Đấy, nếu tuổi già có thầy Mạnh và thầy Ý ốm mất đi thì Hằng ở xa cũng vẫn về. Tất nhiên không ngoài ai khác, Hằng sẽ có bài thơ này để tặng lại thầy cô và các bạn. cũng có đôi lời tâm sự là em rất là phấn khởi và cảm kích cái sự có mặt của các thầy cô và toàn thể các bạn, và em hôm nay rất hạnh phúc được về đây trở lại sau 30 năm. Được chung vui các bạn là đón chào cái ngày hôm nay là thực sự đấy là niềm vui của em, riêng em và của tất cả 10D, 11D và 12D. Hôm nay em thay mặt cho các bạn lớp 12D để xin đọc lại bài thơ của cô Cộng đã tặng cho chúng em 30 năm về trước ạ. Các bạn. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I want something. Vào khoảng thời gian này, cách đây 30 năm, lớp 12D thân yêu của chúng ta ra trường. Trong suốt thời gian vừa qua, từ những ngày đầu của năm 2019 đến nay, đã vẹn nửa năm trời, có thể nói, trên các diễn đàn, mạng xã hội, các thành viên của lớp ta ngày nối ngày, dù ở đâu làm gì, các bạn đều hướng về ngày này, ngày trở về, sau 30 năm chia tay mái trường Hàn Thuyên yêu dấu của chúng ta. Trong tâm thức các bạn, bằng cảm xúc, tình cảm của mình, mỗi người mỗi vẻ, người âm thầm nặng nề, kẻ nói ra đủ điều, khơi quá khứ, gọi ngày mai, tiệu chung lại vẫn là một thông điệp duy nhất, đó là tôi yêu 12D ngày nào. Vâng, chính những tình cảm chân thành, hiếm có cũng như nguyện vọng của các bạn đã được chuyển hóa, lan tỏa, chạm được vào trái tim của nhau, thôi thúc ban liên lạc của lớp tâm huyết hết mình để có buổi họp mặt thật vẹn toàn và đầy cảm xúc ngày hôm nay. Thay mặt ban liên lạc, tôi xin được ghi nhận sự nhiệt thành và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các bạn. Thứ nhất, sự trở về từ Cộng hòa Liên bang Đức của bạn Vương Thu Hằng, và cũng là người hiện định cư xa nhất. Lớp ta mặc dù công việc bận rộn ở xa nhưng đã tiên phong về với họp lớp ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn Đinh Ngọc Quang từ miền cao Sơn La xa xôi, bạn Đặng Xuân Thủy từ miền Nam xa xôi, 30 năm qua gần như không gặp và liên lạc gì với nước, nay đã xuất hiện trở lại và có mặt trong khá rõ ràng. Xin được chúc mừng bạn Trịnh Thị Huyền từ đất cảng Hải Phòng, nhiều năm nay đã về sinh hoạt cùng lớp và hôm nay cũng vậy, bạn đã không quên và có mặt đầy đủ tại đây. Đặc biệt, chúng ta thật cảm kích đến các bạn Hồ Quốc Hưng, bạn Tố Tâm, bạn Nguyễn Phương Hoa, bạn Nguyễn Quỳ, Kỳ Phi, bạn Nguyễn Khắc Giang, dù chỉ học ở với chúng ta một khoảng thời gian ngắn. Nhân dịp này, bằng tình cảm của mình, với lớp đã nhiệt thành ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần, hôm nay các bạn đã có mặt đông đủ và chung vui chúng ta. Cùng với đó, chúng ta chào đón 34 bạn hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội và quê nhà Bắc Ninh. Đây là những hạt nhân nòng cốt của lớp tại những buổi gặp mặt thường niên trong 30 năm qua đã có mặt đông đủ tại khán phòng này. Chúng ta cảm thông và gửi những tình cảm tốt đẹp chân thành nhất đến với các bạn ở xa, đó là bạn Đỗ Quang Chiến, bạn Nguyễn Thanh Hương, bạn Nguyễn Thị Hường, bạn Nguyễn Thị Lưu, bạn Nguyễn Thanh Bình, vì điều kiện công tác địa lý thực lòng rất muốn nhưng hoàn cảnh không cho phép về chung vui cùng chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta vô cùng thương tiếc và nhớ đến các bạn, bạn Đinh Trần Hà, bạn Trịnh Thị Huyền, bạn Hà, những người bạn đã không gặp may mắn và bỏ chúng ta ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Tập thể lớp luôn cầu nguyện cho linh hồn của các bạn siêu thoát, ngày vui này lớp của chúng tôi càng nhớ và nhớ rất nhiều ba bà. Thưa các bạn, 30 năm qua của một đời người không thể gọi là ngắn. 30 năm qua của chúng ta sống trọn vẹn ở giai đoạn sung nhất, quan trọng nhất của cuộc đời, sẽ càng có nhiều để nói hơn. Từ lớp 12D ngày ấy ra trường, chúng ta đã tỏa đi muôn nơi. Mỗi người đã chọn cho mình một ngành để học, một nghề để làm. Có thể nói đất nước này đến nay cũng vừa đủ 30 năm đổi mới thì chúng ta được sống vẹn, hưởng đủ và vật lộn với khoảng thời gian đó. Cơ chế thị trường đã đặt chúng ta vào hoàn cảnh tự học, tự làm, tự ăn và tự sướng ngay từ những ngày đầu ngơ ngác vào đời. Vui có, buồn có, thử thách, chông gai, gập ghềnh trên đường lập nghiệp hẳn đã ngấm và thấm theo thời gian trong từng con người của chúng ta. Các bạn của chúng ta đã vượt qua tất cả để rồi hơn 50 thành viên của nước ta giờ đây có hơn 50 gia đình nho nhỏ, đầm ấm hạnh phúc. Các bạn đã nỗ lực tự thân lập nghiệp ở khắp mọi nơi, trong nước có, ngoài nước có, miền Nam, miền Bắc, Trung Du, Đồng Bằng, miền núi nơi đâu cũng có mặt của thành viên lớp 12D ngày nào. Gặp mặt lần này, ai trong các bạn cũng rạng ngời, tự tin và có phần mãn nguyện với hiện tại của mình. Biểu cảm của các bạn qua những ánh mắt, nụ cười vô tình hay yêu ý đã tự mình gửi cho nhau những thông điệp về những gì mình đã có, đã làm, đã đạt được trong suốt thật chặng đường qua. Xin được chuyển những tình cảm và sự mến phục chân thành nhất, vô tư nhất của tập thể đến lớp, đến mỗi cá nhân của lớp với những thành công của các bạn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tình bạn hai chữ thiêng liêng ấy đã và sẽ có bao điều để nói. Ở tuổi của chúng ta, sau ngày ra trường, nối tiếp các giấc mơ và sự nghiệp, ai đó đều có những tình bạn mới. Đó là bạn học mới, bạn làm ăn, bạn kinh doanh. Nhưng tình bạn thời áo trắng của chúng ta luôn giữ một vị trí đặc biệt. Thứ nhất, chúng ta được làm bạn của nhau ở cái tuổi lo chưa tới, vô tư, hồn nhiên, thánh thiện. Đặc biệt thời áo trắng của chúng ta ở khoảng những năm cuối của thập niên 80, thập niên thời bao cấp, xã hội ngày đó chúng ta còn nhớ như in chữ tình nó nặng như thế nào. Thứ hai, quê hương hai chữ đó luôn là phần hồn của con người, thật tuyệt vời. Khi cả cuộc đời này ai đó tung hoành ngang dọc khắp thế giới này, mỗi khi thốt lên quê tôi có những người bạn, hẳn sẽ ấm áp vào lòng và sao xuyên. Thứ ba, thế giới này đã công nhận một trong số nguồn kiến thức mang đến cho chúng ta là từ bạn. Hơn 40 con người của chúng ta ngồi đây là cả hơn 40 ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Thử hỏi các bạn còn gì hơn khi giao lưu gặp gỡ giữa chúng ta đã vô tình mang cho nhau vạn kiến thức quý biết ngần nào để từ đó ứng dụng và phát triển sự nghiệp riêng của mình. Sẽ còn rất nhiều điều, nhiều thứ để nói về tình bạn đặc biệt này của chúng ta. Các bạn hãy ngẫm, hãy nghĩ, hãy tận hưởng và viết tiếp những giá trị tình bạn của chúng ta trong thời gian tới, chặng đường mới để một lần nữa minh chứng về giá trị của tình bạn đặc biệt này. Buổi sáng hôm nay, chúng ta đã bé những ngày nào cùng nhau trở về mái trường xưa yêu dấu, bồi hồi sao xuyến, dạo quanh trường thỏa bước, chạm lên những vết chân xưa của chính mình. Vết chân xưa ngày ấy có thể phai theo năm tháng nhưng chưa hề phai trong tâm thức mỗi chúng ta. Những bức hình, clip ảnh ngày hôm nay đã kịp ghi lại và lột tả đầy cảm xúc của các bạn. Tiếp nối ngày hội ngộ, chúng ta lại cùng nhau trở về đây để tiếp tục trở về với những gì của 30 năm ngày ấy bây giờ. Một khung cảnh nên thơ trữ tình của nơi này sẽ là cần thiết và thỏa lòng các bạn. Hãy tiếp tục chia sẻ và đong đầy các kỷ niệm. Một đêm gara với kịch bản hướng tới sự gắn kết, trải lòng và đầy chất thư giãn đang chờ đón các bạn. Hãy dành cho nhau những tình cảm và mỹ tình tốt đẹp nhất. Hãy chia sẻ những gì mình muốn nói. Hãy hòa mình và trọn vẹn với không gian đầm ấm này. Hãy hết mình và dồn tiếng cười với những trò chơi kết nối ở phía trước mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc. Chúc tình bạn của chúng ta keo sơn trường tồn theo năm tháng. Chúc đêm gala của chúng ta, đêm gala ngày trở về thật đầm ấm, giàu cảm xúc, đúng với mong ước của chúng ta. Trân trọng giới thiệu và kính mời anh Vũ Toàn, nguyên lớp trưởng của lớp. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Vương Thu Hằng, đại diện cho các bạn ở xa quê hương của lớp. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Hồ Quốc Hưng, đại diện cho các bạn cựu học sinh của những năm đầu của lớp. Trân trọng giới thiệu và kính mời chị Đoàn Thị Hương, đại diện các bạn nữ của lớp, thành viên ban liên lạc. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Văn Hán, đại diện các bạn nam, trưởng ban liên lạc của lớp. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Trương Văn Quang, thành viên ban liên lạc, tổng đạo diễn của chương trình ngày hôm nay. Xin được kính mời các anh, các chị có tên sẽ cùng tiến lên và đứng các sẵn sàng ở hai bên cánh gà sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức ngày hôm nay. Có trong gala rất là đặc biệt ngày hôm nay. Mọi người sẵn sàng chưa? Mọi người sẵn sàng những chiếc pháo sáng của mình chưa? Cùng đến với Minam nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xin mời! Vâng, các anh chị thân mến, ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Tôi xin được chỉ định trước có được không ạ? Ông Đinh Ngọc Quang không nhỉ? Rồi, tôi mời ông đây này. Tôi mời ông đây. Ông 30 năm mới gặp lại, ít nói nhất đúng không ạ? Mời ông đây. Rồi, ông ngồi đây. Mời ông ngồi. Ông Hưng đâu nhỉ? Ông Hưng cũng cắt mất 30 năm thì nốt đi. Ông Hồ Hưng đâu rồi? Hồ Vương đi ông Hưng ơi. Đang ăn cơm thì thôi từ bàn cơm xong lên đúng không ạ? Thôi tôi cứ chiến với ông này trước đúng không ạ? Ông này vẫn đang ăn cơm. Không kệ đó. Ông ở Sơn La là ở đâu nhỉ? Chào các bạn. Tôi thì học xong thì đã đúng cả 30 năm rồi, bây giờ mới quay lại. Đấy, nhưng mà mình là Sơn La là đồng tính là một cái 8 năm. Nói rằng là cứ nói xuống rồi. Có ở ai thành phố Sơn La không? Ngành nghề và cái tình hình ở Sơn La thì anh kể một chút về gia đình nhà mình cho các bạn ở đây đi, các bạn muốn biết không? tức là qua Facebook thì tất cả là mò mò lắm rồi. Thế nhưng mà có vẻ là có một cái gì đấy là có một cái bí ẩn mà chắc chắn là anh làm một cái điều mà anh có thể nói được ra đâu. Chốc nữa tôi kể cho mình nghe, anh nói đi. Một tháng anh buôn bao nhiêu tấn ngô? Tôi đi đến trước đã. Đấy, sau đó thì đi đến về thì là đúng ra thì là đang đi ở đảo Sĩ Quan, nhưng vì bỏ giờ là nó lên một đấy nên là nó cho về cũng là đảng viên, hai năm gần đấy cũng là cảnh sát. Theo mặt các bạn nhất thì là vợ chồng thì là vợ thì đại học thống kê, vợ cũng kêu người đi nhưng mà đại học cùng với bọn thủ đô với cái ánh rồi là cùng một bạn ông đấy cũng là bên ngành của mình. Để hai vợ chồng tôi đã quyết định là lên lại chuyến đi đầu tiên là đi du lịch. Mấy chỗ đấy dân họ làm ăn thì bình thường, còn mình muốn lên thì làm việc thế nào. Để hai vợ chồng có đôi bên thưa với các bạn như thế này. Quang bạn nói hơi nhỏ. Cái lý do mà tôi gọi bạn Quang lên ý, thì báo cáo các bạn tôi dịch lại cho rõ. Tức là hiện nay là bạn Quang đã sinh sống ở Sơn La được 28 năm. Và cũng phải nói thật là cũng 30 năm thì tôi mới gặp lại bạn Quang. Thế thì gặp lại thì tôi thấy trẻ hơn ở trong Facebook của các bạn là tự nhiên. Một cái thứ hai ấy, là hôm nay bắt tay thì lại bạn đi thấy bạn đi giàu hơn mình tưởng. Đấy là đã mừng, nó nhiều bất ngờ lắm. Thế thì báo cáo các bạn này để ở đây ai chưa từng đến Sơn La ấy, thì từ đây đến Sơn La là qua Hòa Bình, xong đó là lên đến Mộc Châu và lên đến Sơn La. Thế thì nó có nhiều cái kỷ niệm mà Sơn La có nhiều điều để nói. Thế thì gắn với cái tuổi của chúng ta, như chúng ta còn nhớ như in ấy, thì vào những năm 80 là chúng ta là rất là thiếu ăn và thiếu lương thực. Và ngày gặp lại Sơn La gần nhất, lần đầu tiên tôi đặt chân lên Sơn La là nơi cung cấp nhiều ngô nhất cho cái miền Bắc của người ta. Và đặc biệt là tôi dám chắc rằng cái nghề buôn nông sản nó đã làm cho gia đình của anh Quang này đứng vững và phát triển. Và các bạn đừng đùa với nông sản của chúng tôi. Và báo cáo các bạn là đất nước Việt Nam ta đã có những lúc mơ cánh đồng 5 tấn để hết đói, thì bây giờ đã thừa ăn và mắc gạo vào xuất khẩu. Có những cái đồi chè ngày nay ở Sơn La mà chúng ta đi các bạn có nên chụp ảnh nó rất là đẹp. Tôi lần đó tôi lên thì được gặp anh hùng lao động Nguyễn Xuân, bây giờ sau này là giám đốc sở nông nghiệp, là người đã từng nhập, tức là đến 22 cái máy bay Boeing chở giống chè về đất Sơn La, để từ đó cũng như các cái giống ngô, tức là sau này nhằm giám đốc sở nông nghiệp, thì tức là trong cái năng suất của các bạn đang được hưởng thì cái quan trọng nhất là giống và cái thành tựu khoa học trên thế giới mang về, và từ đó là dân địa phương lên hơi nhiều và đã xóa đói giảm nghèo rất nhiều Sơn La. Có vẻ như bạn chưa có một cái gì đấy trải lòng với các bạn. Okay. Có thế này, cái năm 1991 nhà tôi nó cũng bắt đầu xuống học thôi, thì tôi lên trên đấy trước. Thì đúng 27 tháng 7 năm 1991 là cái lũ lịch sử ở Sơn La nó cuốn, coi như là nói chung là dân thì mất khoảng tầm 500 người, còn về kinh tế thì mất quá nhiều. Tức là một cơn lũ của nó nên các bạn có tưởng tượng ở trên đỉnh núi tôi là thế này, nó ở trên đỉnh núi nhá, nó ở đỉnh núi nhưng mà ngược lại thì là nó chỉ một vũng nước nhỏ, thì qua nhiều ngày thế là nó nứt ra, thế nó chảy ra cả một cánh đồng dân năm đấy, năm 91 này dân trên tôi đói lắm. Tôi nói thật, gạo bao mùa dịch, gạo là gạo của lý, thế mà phù sa nó quá nhiều. Thế tôi mới nghĩ ra cái giống lúa ở Bắc Ninh mình này, cái giống đấy ngày xưa mình gọi là nước cái hoa vàng, mà dân tộc họ ở đấy nó không ăn nó đẻ đâu, họ chuyên ăn họ nếp, bởi vì đi làm nương, họ buổi sáng họ dậy họ sôi đến một ếp sôi cho vào ếp, nên là cả gia đình là đi làm nương cả một ngày giờ. Thế tôi mới nghĩ đến bây giờ dân họ đói như này mà tôi về tôi tăng bo khoảng 3 cái xe jean khơ đấy, mua cái gạo khăn dân của mình này, bao tay hồng này, tôi lên thì một xe tôi chú đói, lấy nhà lãnh đạo đó, tức là chú nói ở một huyện là huyện Thuận Châu, thì cơ bản nhất là mình lấy chỗ nước quan hệ đi nào. Đấy, một xe thì là khoảng 2 xe cho bạn để tôi gỡ vào bà cái quyền đầu tiên em kinh doanh thôi, nhưng mà tôi sẽ đất ở đấy nó màu mỡ. Thế tôi mới quyết định là đi tìm các giống lúa, và tôi cũng không biết là ông Quan đi đại học nông nghiệp. Đấy, tôi mới biết tại sao bao nhiêu hôm qua đi học đại học nông nghiệp. Thế tôi lại chăm chút vào con đường đấy, nhà tôi là buôn đạn xén, bán đạn xén là vải thôi chứ không phải là cái hàng nông nghiệp. Sau này thì tôi làm mấy thì cứ lên từ từ thôi, cũng không phải là một lúc nó chìm nổi nhiều. Tôi nuôi cá tầm ở Sapa tôi cũng lỗ, thì vừa nói chuyện với Hưng, tôi nuôi cá tầm ở Sapa tôi cũng lỗ, thế bây giờ còn đi sau lại làm được. Đấy, nhưng mà lúc bây giờ đến tầm tuổi này thì cũng nghỉ, thế thôi. Ôi, cũng báo cáo với bạn ấy, là ngay từ lúc gặp buổi sáng ấy, thì trong cái danh sách mời ấy, cũng phải nói các bạn là để tổ chức một cuộc này ấy, thì ban tổ chức ấy, là thậm chí là điện cho từng người, có những người lâu lắm không về và lo lắm là không biết có về hay không. Đúng ra mà nói thì Đinh Ngọc Quang này thì là một trong những người mà ban tổ chức lo nhất là không về, nhưng mà tạo cho chúng tôi hết bất ngờ này bất ngờ khác. Và Đinh Ngọc Quang lại còn dí dủm thế kia bảo là nhớ nhớ bây giờ xem thế nào phải năm trắng hay là năm đẻ thì đấy họ đi, họ thôi chết rồi năm nào lúc mình trả họ. Và các bạn là như vậy đấy, bạn nhớ cho tôi nhé là chủ nhật cuối cùng trước ngày mùng 2 tháng 9 cái tuần đó là bạn nhớ về. Có thế thôi ạ. Có gì bạn đã cứ liên hệ với tôi đang nghĩ là lớp tới là hội khóa đúng không? Hội khóa là tôi sẽ có mặt. Ok, nhất đấy là như thế. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn này ở bên Đức nó có hay học lớp cái này không bạn? Sự là sang Đức không được đi học. Nhưng mà bạn có nhìn thấy họ Tây đi học không? Tất nhiên là khi các con lớn thì mình cũng đã từng chứng kiến những cái buổi học tập của các con. Ở tại bên đó thì thực ra thì một cái phương Tây với những cái phong tục thì Việt Nam mình nó có khác một chút, là cái tình cảm nó gần gũi hơn. Và bên đó thì các bạn ấy tổ chức những bữa tiệc này, ví dụ như là quy định những cái bữa tiệc vào tốt nghiệp của các con, tốt nghiệp phổ thông trung học hay là tốt nghiệp đại học ấy, thì họ có những cái quy định chỉ có gia đình và con cái được đến dự. Và trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà nói chung là họ tổ chức cũng rất là bài bản. Và cái đấy là lúc còn đang học, thế còn ra trường nó có họp lại không? Ra trường thì các con nó lại không có những cái khoảng thời gian đó, bởi vì nó khác xa ở đây là khi mà ra trường thì gần như cái sự kết nối không được gần gũi như người Việt Nam của mình. Cái đó là cái sự khẳng định là nó khác biệt về phong tục. Thế tôi sợ như thế này. Thế thì sao cái clip này ngồi hôm nay mình quay lại ấy, bạn xem mà chỉ bạn giấu kín nhá, chứ gọi cho bọn Tây nó xem bên này là các bạn xem là bạn lại mang cái văn hóa họp lớp sang Trung Quốc đấy. Nó lại giống mình, tôi thấy hay quá bạn ạ. Tôi nghĩ rồi sau cái buổi họp mặt hôm nay nhất định là tôi sẽ cho các con tôi là những người đầu tiên được xem cái clip của mẹ sau 30 năm mà khi mẹ trở về, cái tình cảm của bạn bè với tất cả mọi người cuốn quýt bên nhau và có những bữa tiệc rất là vui ấm cúng như thế này, thì tôi nghĩ các con tôi nó rất là vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ trong ý nghĩ của chúng nó vì mình người Việt nên mình dạy các con mình theo cái phong cách của người Việt, tức là cũng có sự kết nối giữa gia đình và những bạn bè, kể cả bạn Tây. Tôi cũng hướng cho các con là ví dụ ra trường rồi đấy thì các con cũng nên có những cái liên lạc với nhau để giữ chẳng hạn như vậy. Thì tôi nghĩ là sau cái buổi hôm nay nhất định sang tôi sẽ cho các con xem cái tập clip này để nó tưởng tượng là các mẹ đã trở về 30 năm như thế nào. Thực ra mà nói hiểu cho các bạn ấy, ở Việt Nam hay gọi là bạn đi Tây đúng không ạ? Về giờ họ lại là Việt kiều, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn bạn kiểu đấy. Tôi nhìn bạn là một doanh nghiệp, là một doanh nhân. Thực ra mà nói như vậy, nhân dịp này nói thì nói thôi, tức là tuổi 40, 50 cũng có những người đang bảo sắp dừng lại, cũng có những người bảo tiếp tục làm, có những người bảo làm đến chết thì thôi, còn có những người bảo họp lốt lần này, có những người bảo lần họp mai họp lại đi tiếp. Vâng, thế thì ở góc độ doanh nhân của bạn, bạn có một cái cảm nghĩ gì, bạn có một cái suy nghĩ gì và góc nhìn gì về những cái suy nghĩ đấy của các bạn? Thực ra thì sống ở Việt Nam hay sống ở phương Tây ấy, mình thì cái nói là cái may mắn thì có thể mình được học hỏi những cái phong tục tập quán của một đất nước xa lạ, nó cũng có những văn minh, nó cũng có những cái hay để cho mình học hỏi. để mình áp dụng trong cái cuộc sống và trong cái phong cách khi về Việt Nam. Thế nhưng mà cái bản chất của mình là người Việt, thì sống ở đâu thì cũng phải làm việc, thì đấy là cái chất của người Việt. Tức là những người sống xa quê hương đến giờ phút này, có những người về hưu rồi họ vẫn bảo là không, tôi không thể ngồi một chỗ được, tôi đi làm thêm. Mà làm thêm cái đấy là cái sự cấm nhá, nếu họ biết là họ phạt. Nhưng họ nói họ ở nhà họ ốm, thì thực ra đối với bản thân tôi thì cái điều đấy đang bị áp dụng đấy vào bản thân tôi, thì tôi cũng không biết là cái suy nghĩ của mọi người bây giờ như thế nào. Thì đấy là cái về phía của Hằng thì là như vậy. Thưa các bạn, là tôi thì là một trong những người mà ngày hôm qua vinh dự là được đón Hằng từ Hà Nội trở về Bắc Ninh. Tôi con gái nhờ thì thích nhất, nếu mà rảnh mình có việc mà mình tiện thì nhà tôi ở bên đó mà. Thế báo cáo các bạn là hai đứa cũng trao đổi, tức là nếu mình mải nàng ấy thì gần như là không nghĩ bao giờ mình già cả. Thế thì không biết là mình sẽ làm đến bao giờ. Thực ra chúng tôi đều là rất kinh doanh, báo cáo các bạn là như vậy. Thế thì cũng hy vọng rằng, tức là với những cái chia sẻ của Hằng và những cái suy nghĩ, và tôi cũng nghĩ rằng tức là chúng ta cứ làm và chúng ta tiếp tục có những cái buổi tụ họp như thế này, và chúng ta tiếp tục giao lưu với nhau. Và chắc chắn rằng thì cái điều thuốc tốt nhất và mang lại hạnh phúc nhất của các bạn đều mong muốn là sức khỏe và tuổi trẻ. Các bạn sẽ được trẻ mãi ạ. Và nhân đây thì tất nhiên thay mặt lớp cũng cảm ơn Hằng, cũng có một cái gì đấy để động viên với lớp và viết tiếp những cái ước mơ của các bạn, và làm sao đó coi như là nhiều lần nữa cũng sẽ tiếp tục coi như là quan tâm đến lớp, và lớp sẽ nhớ mãi Hằng đang ở bên đó. Cảm ơn Quang. Thì chính cái sự trăn trở của Quang nói ra hôm nay thì cũng là cái trăn trở của mình sau cái học lớp 30 năm, thì mình cũng đã có những cái kế hoạch và những cái dự định cho tương lai. Tức là 30 năm trở về hôm nay cũng sẽ là cái sự trở về bắt đầu của mình. Có thể tới đây mình sẽ không, chắc chắn là mình sẽ không sống tức là cả năm ở bên đó. Mình muốn cái sự gần gũi này nhiều hơn, được tụ với các bạn sớm hơn nữa. Cho nên là Hằng có về Việt Nam và mở một công ty chuyên về kinh doanh mỹ phẩm và dược cho một đại diện cho hai hãng của Đức ở Việt Nam. Thì hy vọng là sau này các bạn cũng là những người mà gọi là ủng hộ Hằng đầu tiên, đúng không? Buôn mỹ phẩm, buôn mỹ phẩm các bạn, buôn mỹ phẩm. Các bạn cứ nói là buôn mỹ phẩm, rồi. Ok. Buôn mỹ phẩm quảng cáo không sao cả. Nếu không có quảng cáo thì không thể thành sự kiện được. Thì không đúng, Quang nói cũng đúng. Nếu không ủng hộ thì Hằng sẽ không về đây được thường xuyên hơn. Đúng rồi, đấy. Cái sự ủng hộ các bạn là cái sự trở về của Hằng nhiều hơn. Đấy là sự mong muốn. Thế cái thương hiệu đấy là thương hiệu gì? Mình là làm đại diện cho hãng SaloTAC, là một trong những hãng dược lớn nhất của Đức hiện nay. Sau Bắc, sau Bắc. Hãng chuyên tắm gội độc quyền của Đức, thì hy vọng là sau này cái sự thành công sẽ là sự trở về nhiều nhất là thì như vọng các bạn. Rồi, xin cảm ơn Hằng, và nhớ các bạn nhớ dùng sau ô Bắc, và bảo nhiều người cùng mua để Hằng hay về, và Hằng còn tài trợ lớp để họ mà. Như các bạn biết là hai bạn trẻ nhỉ, đúng không ạ? Trẻ và rất là rạng ngời, thế nhưng mà lại rất là nhiệt tình với nước trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là kỳ họp này. Tức là toàn bộ kịch bản ở trường là báo cáo các bạn là Phong là 3/4, thế còn nhà tôi với lại ban tổ chức là 1/4 ạ. Chúng ta lại hoan hô một lần nữa ạ. Tức là cái hình ảnh buổi sáng hôm qua tôi rẽ vào mà thấy Hương là đang đeo khẩu trang và lau bàn, nhưng mà cảm động vô cùng. Để có quần áo các bạn hôm nay cũng bẩn là công sức lớn của Hương đấy. Và máy nhỏ này nhá, không ấy nhá, khi Hương chỉ đăng một dòng trạng thái lên, ôi vừa buồn quá có ai đến đây tôi không đấy. Phong nói thế này nhá, Phong nói như này này, em gỡ xuống để anh đến làm cho đấy. Thế là Hương gỡ luôn đấy. Đấy là bí quyết hạnh phúc của hai bạn, đúng không? Thôi nói thế thôi. Ông bây giờ là muốn hỏi ông một số điều. Cái đầu tiên là cô nói thật với ông là bằng tuổi để thì các cụ nói là làm chuỗi mà ăn chẳng hạn, nhưng mà cái bọn trẻ thời nay 8x với 9x bằng tuổi chúng nó tan nhiều mà vợ chồng ông đến 20 năm rồi, tôi thấy còn khí thượng ngày xưa. Có bí quyết gì không ông? Vừa rồi đồng chí Hương lớp mình có bảo là ông ấy mà không cẩn thận với cả bạn tôi thì cả lớp 12 cả lớp D là sẽ vào là xử ông, bởi vì là ông mà không đem lại hạnh phúc cho bạn tôi thì chúng tôi sẽ xử ông. Thì tôi đấy là tôi rất là sao hạnh phúc của ông thì là tôi ông này không, đấy là nói thật, tức là các bạn không nói ra. Đấy, các bạn mà không nói ra trong đáy lòng mình, nhưng mà nói một cái câu như vậy có vẻ như là rất khủng bố, nhưng mà thực tình là các bạn rất ủng hộ và quan tâm đến hai mình tôi rất nhiều. Đấy vậy. Rồi. Đấy là thật nó tóm lại là hạnh phúc của hai ông bà là vì lớp nữa, đúng không? Vì lớp thì ngon rồi. Cứ phải dịch thôi mà. Phải dịch. Ông giờ làm nói chung là thầy Mạnh giới thiệu với tôi không tin lắm, hơn giờ làm gì ở cái đấy. Tôi thì làm về ngành công nghệ thông tin thôi, Tôi chức vụ bây giờ là gì nghe nó bách đi. Tôi viết báo cáo cũng dám. Thì bây giờ tôi cũng là người đứng đầu của VPT Bắc Ninh, giám đốc VNPT Bắc Ninh không các bà. Ai có thiếu tiền gọi điện thoại em gọi ông nhá. Không bây giờ là dịch vụ của VPT là rất tốt, nhưng mà đâu đó vẫn còn nhiều chỗ chưa tốt, mà chắc chắn các bạn đây sẽ dùng VPT rồi, nhưng mà cũng cảm nhận là cái dịch vụ là rất tốt rồi, đâu đó vẫn còn phải cố gắng hơn, tôi nghĩ các bạn. Cho nên là tôi sẽ tiếp tục công hiến cho ngành càng lâu càng tốt. Nói chung là ông ngày xưa học sốt chính xác mà bây giờ lại làm giám đốc, đúng rồi. Thế thì mặc như thế là chạy thế này nhanh nhiều không phải cái việc sốt đây là giỏi đối với cả chuyên chép bài tôi nói đảm bảo rồi. Nếu mà học giỏi thì các mình vào bạn không kịp. Nếu như mà tôi giỏi như ông bây giờ ngày xưa rất giỏi. Ngày xưa tôi là rất nhiều. Nếu mà tôi giỏi như ông ngày xưa thì bây giờ tôi không phải là giám đốc mà tôi là tổng đốc rồi. Đấy. Tức là giỏi bằng tôi. Tức là tôi mà đi làm nhà nước là tôi cũng nên tổng giám đốc rồi đấy. Chính xác. Đấy, ngon chưa ạ? Chính xác. Từ mai các bạn gọi tổng giám đốc qua nhá. Và bây giờ làm được không? Có nghĩa là tôi thực sự là ngày xưa là rất là nghịch và học kém. Đến bây giờ tôi còn ân hận rất nhiều điều đấy. Thực sự như vậy, tôi rất ân hận ngày xưa là tôi tại sao lại nghịch và học tốt. Bây giờ tôi vẫn còn đang rất luyến tiếc. Tôi rất mong là giỏi như các bạn, nhưng mà thời gian nó trôi đi mất rồi. Cho nên là cái này thì không đúng, đúng không ạ? Thực ra mà nói là chúng ta là học mãi mà, chứ không phải là cái ngày xưa thì nó chỉ là cái nền ban đầu thôi. Chứ còn thì ông biện hộ thôi, nói thế thôi. Chứ còn cái chất của ông là giỏi, ông hiểu không? Ông rất giỏi, ông nói tôi ngưỡng mộ ông đấy. Nói chung thì là đôi khi về Bắc Ninh hoặc là về những cái vụ như này tôi biết đến ông rất nhiều và phản đối để theo ông đấy. Và một phần sự thành công của ngày hôm nay của tôi là có cái hình bóng của ông đấy. Ông cứ yên tâm là chưa? Ông sao? Ông có chia sẻ gì với nước ngày hôm nay không? Có, tức là hôm nay 30 năm mình trở về. Thì tất cả mọi người đây ai cũng rất hạnh phúc và rất là vui vẻ. Nhưng mà riêng tôi thì cái niềm vui và hạnh phúc nó nhân đôi. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng tôi là một đôi duy nhất của lớp. Tôi vui, nhà tôi vui. Thì đó là niềm vui và hạnh phúc nhân đôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cũng phải nói thật với các bạn, cái suy nghĩ của Phong, suy nghĩ của Hằng cũng như suy nghĩ của Quang. Thực ra mà nói là dâu gì chăng nữa thì chúng tôi cũng làm được một cái gì đó ở trên cuộc sống này. Nhưng mà đôi khi thấy nhiều lúc các bạn ở đất cứ tự xa lành. Cái đó là Phong muốn nói, tôi muốn nói thế thôi. Tức là nói thật thế này, chúng tôi càng thành đạt, chúng tôi càng làm được một cái điều gì đó thì nói thật là càng yêu quý các bạn hơn. Cái đó là câu chốt nhất cuối cùng. Xin được một tràng vỗ tay ạ. Và ai đây cũng thế ạ. Thì tôi xin được hát tặng. Và hát tặng là sau ông mới được hát. Sau hát à? Sau được hát. Bà Hương đã nói gì đâu. Bà Hương chưa nói gì ạ. Hương ơi, yêu nước, với hai phóng yêu nước này câu gì Hương nói đi, để cho mọi người nghe cái chưa bao giờ mọi người thấy nghe Hương nói gì với anh Phong cả, về anh Phong cả. Hương nói đi, tại sao Hương được hạnh phúc thế, mọi người đang học đấy, đang nghe đấy. Tớ chẳng biết nói gì. Tớ chẳng biết nói gì. À, cứ muốn nói không là chẳng biết nói gì. Đấy. Như vậy là cứ nói chung là thôi chúng các bạn thì lỡ rồi nhá. Thế còn nếu mà con cái sau này mà muốn yêu giám đốc của VNPT thì chỉ cần tớ chẳng biết nói gì là yêu được. Thôi anh hát à? Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ điều sân khấu cho anh hát. Ok. Tôi muốn tặng một người mà tôi yêu. Và người đó thì sống với tôi đến ngày hôm nay thì gần được 25 năm. Gần 25 năm rồi. Thì tôi chỉ cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người trong lớp. Và có một bài hát điều giản dị để gửi lại cho người tôi yêu. Đã bắt đầu có những giọt nước mắt xúc động, các bạn không sao cả, các bạn cứ xúc động. Người ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em, anh càng thấy yêu em. Tuyệt vời! Dịu dàng hàng năm vườn nhẹ chiếc áo, đôi môi em nửa bao khát khao, mắt em vơi vời như ánh ngàn sao. Em mong manh từ hờ rừng cây chút rơi lá, gió chiều bóng trần sao suốt mai cuối mùa. Người ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em, anh càng thấy yêu em. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời tổng đàn khát khao, hay những vì sao không đánh làm sao nếu không có người. Cuộc đời trôi về đất nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người ơi, đừng bao giờ cách xa, xa em, anh càng thấy yêu em. Ông làm cái nghề MC từ bao giờ? Ông bảo là hôm nay là lần đầu tiên, còn là lần thứ hai, còn là first time đúng không? Thế thì hôm nay thôi tôi cũng đúng theo ông đi. Lần đầu tiên tôi cũng làm MC luôn. Ông là khách mời đi. Ok luôn. Ok. Chơi luôn. VTV 3 nhé. Ok, chơi luôn. Còn đây là VTV 1. Ok. Đấy. Tôi là MC. Còn đứa nào gọi nút lên đây hỏi. Chơi luôn. Chơi luôn ha. Mời bạn vẫn còn một ghế nữa này. Mời ai mà giơ tay trước là được đấy. Vẫn còn một ghế bên cạnh bạn Quang này. Ai giơ tay nhanh, một bạn nữ nào đấy mà giơ tay nhanh không là đổi là chỉ định bây giờ đây. Không. Hả? Hàng lên đi sợ gì hả? Rồi đây. Thu hàng đấy. Hàng này đây. Ánh trăng mùa thu đúng không? Chuẩn bị đây quay video như thế. Qua mùa vụ đang là đến mùa thu rồi đấy. Mời Thu Hàng lên đi. Mời bạn Thu Hàng lên ngồi cạnh bạn Quang. Để hôm nào sẽ làm MC. Ok, gọi là first time. Mà first time thì rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Vâng. Nếu mà ai Ai ở dưới kia đồng ý với Hưng rằng cái gì ấy mà lần đầu tiên cũng rất là nhiều cảm xúc thì chúng ta cho một tràng pháo tay về từ đấy ạ, cho nó vui thôi. Đủ mâm rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình có đủ mâm rồi, bây giờ bắt đầu món đầu tiên. Món đầu tiên tôi hỏi ông một câu này. Từ bé giờ chưa giờ đi làm MC, giờ hôm nay MC bị hỏi rồi. Thôi luôn, thôi đây. Rồi hôm nay ông có dám thổ lộ cái lòng mình ấy là ông thầm yêu chậm nhớ người đầu tiên, người con gái ở trong cái lớp từ 10D, tại vì 11D, 12D là tôi sáng lớp E rồi. Thế thì cái 10D thì tình yêu của ông lúc đấy đã máu chưa? Ông có cái ông lúc ấy thầm yêu chậm nhớ ai nhá, thì bây giờ hôm nay ông bộc bạch nhất đi. Như thế này nhá, phải nói như thế này này, nếu ai không giống tôi thì cái thằng đấy là nói phép, đúng không ạ? Tức là ngày xưa ấy, mà bí quyết mà để tôi học mà nhiều lúc cũng được điểm 9 điểm 10 ấy, là gì? Hôm nào mà không thuộc bài hoặc là bị thầy cô bên mình thì tôi chỉ nhìn thấy những bạn xinh nhất trong lớp là tôi đỏ mặt thôi ạ. Thế thì nói về kỷ niệm xưa ấy, cái bà ăn ngồi đây này thôi, có miếng chứ có tiếng chứ cô có miếng đấy, tôi nói cứ gán ghét đấy, nó gán ghét. Nhưng mà chắc là hai đứa nó quay quài với nhau thì nó gán. Nhưng mà khi tôi học ở trường Đại Phúc ấy, nó không được trưởng thành như các bạn ở thị xã đâu, nam nữ nó cách biệt lắm. Thế thì lần đầu tiên ý, mà vào trường tôi nhớ mãi, mình lần đầu tiên được một bạn gái nói với mình ý. Đấy, các bạn bất ngờ lắm, không ai khác đâu. Đấy, nói với mình mà mình cả tối hôm đấy về không học nổi. Đấy, cụ thể đấy, bạn nào còn nhớ, bạn nào cũng nói luôn. Từ tôi còn nhớ một hôm ấy là trong cái tuần đầu tiên tôi cấp sách từ lớp D đi ra cổng trường, cái cổng trường ngày hôm nay các bạn chụp ảnh nào, thì có một đôi đi ngược lại là trong nhóm hàng Hương, và có một bạn thốt lên, chính bạn Đỗ Tâm chỉ nói Quang Tương. Ôi, chỉ hai từ thế thôi, bạn tâm sinh cũng các bạn Quang Tương, tức là chỉ cần một bạn gái nhắc đến tôi mở côi sướng tư đấy đi về đến nhà chưa thấy thế nào, cơm ăn cũng không ngon luôn. Nói thật với các bạn là như thế, lần đầu tiên trưởng thành và biết, tức là rung động đấy, báo các bạn nó hay như thế, cho đến tận bây giờ. Và hôm vừa rồi, tức là khi tôi soạn cái kịch bản và làm cái chương trình này thì thấy coi như là Tố Tâm nhảy vào cái nhóm của chúng ta. Thế tôi đang bận ơi là bận đấy, buổi tối hôm đó đi làm về bận ơi là bận, tức là kết nối luôn với Tố Tâm đấy. Đầu tiên bà ấy không nhận ra luôn, có đáng các bạn là như vậy. Ơ cái ông MC kia để chạy à? Lại thêm thế. Ok, lên luôn. Sáng nay thì tôi bảo là ngày hôm nay tôi mới ôm được có 3 cô. Các ông bà đang bảo thế này cũng cẩn thận đâu vậy. Hết túi như lên. À đây là Tố Tâm ạ, các bạn dành vỗ tay cho Tố Tâm. Ngày xưa xinh gái lắm, nhưng mà khổ lắm. Cái ông em xinh này. Sinh ơi là sinh đến nỗi là bởi vì tức là người ta, cái người con gái sinh nó có chức phận của nó, mà chức phận tất nhiên ở đây ai cũng có chức phận, nhưng mà chức phận của Tâm nó đến sớm hơn. Tâm là một trong những người đến chồng sớm nhất trong nước ta, và bây giờ có những tận 4 đứa con, đẹp chưa các bạn? Thế thì Tâm ơi, Tâm, cái con vừa nói xong, thế thì Tâm nói gì? Ba ơi, stop. Thật tao làm MC hay là MC? Nó không phải đâu chứ. Quên, quên ghê nhiều. Ôi ông hỏi nhá. Nói với người đẹp ấy, phải để tao. Mày làm MC rồi, bên đứng được tao mà. Ok. Tớ thấy lời bạn Quang, lúc nãy là bạn Quang có nói là bạn Quang thầm yêu trộm nhớ một người. Bạn Hưng bảo đúng không? Từ lúc mà bắt đầu lên lớp 10D cho hai đứa nó không tranh nhau mà hai đứa nó bảo là thôi nhường ông Quang cho đứa khác, nên là mất hết cả là các bạn là những vậy. Hằng học giỏi lắm, Hằng có một cái gì đó, tức là quê ở Yên Vân thì tôi bên Đại Phúc thì tôi cũng vào nhà hàng vào những năm đầu tiên, thấy có một cái gì đấy nhà hàng rất giống nhà mình. Ở nhà hàng có bộ đội, nhà Quang cũng có bộ đội đấy, ví dụ là như vậy. Và hai nhà cũng phải ghi nhận là từ nông thôn đi lên và cũng học bên Hà Nội, và hình như cân nặng chỉ hơn nhau có được nửa cân thôi, thế cho nên là có những cái đồng cảm. Nhưng mà cũng phải, hôm nay nhân đây nói này, chúng tôi hình như chỉ nghĩ đến nhau trong tư tưởng. Và trên Facebook tôi có nói là gì, cái mạng xã hội không hiểu sao mọi người không trả lời được đấy. Cái tình cảm của Quang và Hàn Thuyên là gì, cứ gặp nhau là yêu đấy, họp lớp yêu, xa nhau quên sạch đấy, trả lời hết các bạn là như vậy. Thôi biết đâu đấy nhỉ. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn. Anh ấy còn nói gì, muốn nói gì nữa? Tôi nói từ giờ đến sáng, vấn đề là có ai nghe hay không. Trước khi đừng nói nha, tôi đọc bài thơ chả biết của ai, có thể bài thơ này cũng là tâm trạng của một số người ở đây. Thu Hằng, Tú Tâm mà Tú Anh hay là một số bạn nào đó, tôi đọc bài thơ chả biết của ai. Có thể là đây là lời muốn nói của một số ai đó. Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ là nồng nàn cát đôi mắt. Vâng, em hiểu ngoài hơi kia trong gió, đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm. Không có nghĩa những con tàu đêm đêm khắc khoải bởi hải đang còn thao thức, thăm thầm lạc giữa đại dương màu mực. Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu, cuối chân trời sao và biển hôn nhau, bờ lại lẽ cúi đầu không dám khóc. Mãi sóng về mỏi mòn và nặng nhọc, thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm. Hoàng hôn ơi sao mắt bờ bừng thâm, xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng, phiếu du mãi để hàng dưỡng khô nắng, sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ như. Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều, sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi. Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói yếu rất nhiều là cho cả bờ đấy. Rồi, xin cảm ơn bài thơ thế rồi. Để chúng ta thấy một chân lý, vâng, tình yêu là không phải là bất tử, cũng không phải là bất biến. Để có hạnh phúc hay tình yêu chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Nếu không á, thì đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều, mà sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Bài thơ hay quá, đúng không? Vâng. Nhưng mà loại là khen hay sáng nào thì tôi bây giờ có được nửa các bạn ạ. Vâng, sâu quá về sẽ ngẫm rồi cái này ngẫm luôn hay. Vâng. Với chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn tiếp tục vui vẻ và còn cái gì ra giỏi làm nốt ạ. Và đầu tiên thì tụi anh muốn nói hôm nay là nhân dịp ngày trở lại của lớp 12D thì cũng là mình muốn gửi tới lời chào tới ngôi nhà chung 12D, lời chào thân yêu nhất với 42 gương mặt tuyệt vời, 35 thời gian khá dài để chúng ta nhìn lại một chặng đường tuổi trẻ mà chúng ta đã phấn đấu không ngừng và trưởng thành để rồi đạt được những thành công như ngày hôm nay. Tôi và lớp rất tự hào về các bạn, nhưng sau đó để lại cái in đậm sâu nhất trong trái tim của mỗi người chúng ta, đó là một tình bạn chân thành. Ngày hôm nay tôi cũng như các bạn, như tập thể lớp, xin có lời cảm ơn tới các bạn trong ban tổ chức, trong ban liên lạc và toàn thể các bạn trong tập thể lớp. Và từ tại đây tôi cũng muốn nói đến một người bạn. Bạn luôn là một người âm thầm lặng lẽ giúp đỡ và chia sẻ với tất cả các thành viên trong lớp. Suốt 30 năm qua, bạn cũng là một người lo chu toàn mọi công việc, hiếu hỉ cũng như những đội đối nội đối ngoại nâng lên tập thể lớp 12D. Bạn mất sức vô cùng quan trọng để kết nối các thành viên trong lớp. Ngày hôm nay là ngày trở về của lớp 12D. Tôi cũng như tất cả toàn thể tập thể muốn gửi tới bạn một lời cảm ơn chân thành tới bạn Đức Thịnh. Đề nghị các bạn có đồng ý với tôi để cảm ơn một tràng vỗ tay. Rất ấm áp đúng không ạ? Vâng, rất nhiều thấy mọi người. Hưng xin đúng một phút thôi ạ. Chúng ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi đến giờ này chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm 30 năm lớp D, 10D, 11D, 12D của Hàn Thuyên 1986-1989. Có một số người thì do điều kiện địa lý hay là công việc gì đó không thể có mặt ngày hôm nay, đó là thiệt thật của họ. Nhưng có ba người muốn đến cũng không đến được về mặt thân, nhưng về hồn họ đã có mặt ở đây. Một tôi muốn nhắc đến đó là bạn Hà Thu, người thứ hai là bạn Huyền Thịnh. Tôi xin lỗi, tôi phải nói cái tên bởi vì rất là gần là tên Vũ Huynh nhé, bạn Huyền Thịnh. Và thứ ba là anh Hải Mây. Ngày hôm nay thân của ba người đó không có ở đây, nhưng mà linh hồn của ba người đó có mặt ở đây. Chúng ta hãy dành một phút để tưởng nhớ ba linh hồn đó. Đề nghị này, các bạn hãy tắt hết điện. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chăng nữa thì tình bạn, những kỷ niệm của học trò là bất tử. Và rất cảm ơn các bạn đã cùng lòng để chúng ta tưởng nhớ về ba người bạn của chúng ta. Rất cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ dừng lại cho sân khấu vừa rồi tiếp tục chương trình của bạn MC. Cảm ơn các bạn. Em muốn các chị hãy bầu giúp cho em hai người mà 30 năm về trước được cho là những người phong độ nhất, đẹp trai nhất và ga lăng nhất. Xin mời. Xin mời. Bầu đi. Ôi trời ơi, tìm nhau thôi. Đúng rồi, người ta nói trai tài và gái sắc thì luôn đi cùng với nhau một cặp. Đâu ạ? Anh gì ạ? Anh Toàn. May quá mình lên ngay cũng chết. Không như em thấy. Tôi nhìn tặng tôi này rồi. Cần sự chúng ta đang đến dự dạng tiệc đó. Còn bây giờ mình đang muốn các anh chị hãy bầu thêm cho tôi một người đàn ông mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn giữ được nét phong độ của mình. Ok. Tiếp xem anh ngồi lắng nghe anh nói chuyện với các anh chị. Mình đang rất là cảm phục. Và bây giờ em muốn anh Quang hãy lựa chọn cho em một người mà anh cảm thấy rằng là sẽ hợp với anh nhất nhưng không đến được với nhau của 30 năm về trước. Bây giờ mà chọn cả được không? Được không? Chọn cả được không chứ? Một thì có, một thì không chọn được, một không chọn được. Bây giờ nhá, thôi. Tôi thì... Chọn bạn Đinh Hương. Đây, anh Sơn. Chào anh. Chào em, bắt tay anh Sơn nào. Anh Sơn thân mến, phải nói để giữ được cái bí quyết để giữ được cái vóc dáng nó giữ nguyên vẹn của 30 năm về trước thì quả không phải là dễ, đúng không ạ? Vậy thì cho phép em đang xin được hỏi anh Sơn rằng anh trong 30 năm về trước anh có ấn tượng nhất với body của chị nào? Thật ra là lúc đấy anh là em út của đại gia đình ở đây thì em nào anh cũng vô bộ, nhưng mình là em út thì mình nhỏ bé thì câu lớn câu xuôi mẹ hết rồi. Không, đây mình nói mình ngưỡng mộ thôi, tại vì mình đứng ở sau nép cánh cửa mình vẫn có thể nhìn người ta mà. Thế nếu anh ơi, anh ơi, ngưỡng mộ, em nói là ngưỡng mộ thôi. Thực ra ngưỡng mộ thì tôi vẫn ngưỡng mộ Vũ Hương. Vũ Hương đâu? Thôi người ta đã có chủ rồi, vâng, có chủ. Không, em nói là chừa những cái cá nhân ở trên này ra, chừa những cá nhân ở trên này ra. Ngưỡng mộ. Thôi bây giờ được quyền lựa chọn này, anh sẽ chọn ai? Thế bây giờ anh chẳng ngưỡng mộ ai nữa, anh chỉ ngưỡng mộ mỗi vợ anh thôi. Và anh đâu? Em đây chị nhà không? Và anh đang ở nhà. Xin hỏi, bây giờ như thế này, đổi ngược lại một chút. Ai cảm thấy ngưỡng mộ cái body của anh Sơn giơ tay đúng em? Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Cảm ơn các anh chị. Đây xin được giới thiệu mọi người có những cái bề ngoài nó nổi trội hơn cả so với lớp đúng không ạ? Đây, xin cảm ơn ngày hôm nay thì mình đang có chuẩn bị trái bóng trái tim. Trái bóng trái tim. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng quen. Rất là sung. là những người đẹp nhất đúng không ạ? Đây là cặp đôi bất đắc dĩ. Mà tôi nói luôn đó, tôi hỏi ông, đêm nay có phải là một đêm đặc biệt không? Tại sao đặc biệt? Nó đặc biệt tại chỗ tất cả chúng ta ở đây đều là những người đặc biệt. Quá hay. Nhưng mà có một điều đặc biệt hơn. Đêm nay nó không phải là đêm hôm qua, nó cũng không phải là đêm nay, mà nó chỉ đơn giản đêm nay là đêm nay. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cảm ơn anh. Đây là thêm một chân lý nữa để anh đi kiếm cơm. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ thì xin phải nói như thế này này. Tất cả các anh chị ở đây đều nhảy rất là đẹp trên cái nền nhạc tango rất là sôi động của những ca sĩ Bảo Ngọc. Nhưng thực sự đối với Minh Đăng, nếu như đứng ở trên những cương vị của ban giám khảo hay là trọng tài thì tôi rất ấn tượng với cặp đôi này, đúng không? Bằng mọi giá khi mà MC chỉ cho là cái bóng, nó trái bóng nó đến eo tôi, anh cứ đẩy xuống dưới làm chi. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây tại sao với body chuẩn ở bên này mà bóng không thể rơi được, mà các cặp đôi kia là rơi này, nhặt này, rồi đặt dùng tay cấu, và đặc biệt là cho anh Quang này, dùng cho anh Quang đúng không? Và cặp đôi giành chiến thắng ngày hôm nay không ai khác đó là tặng quà luôn, tặng quà. Vỗ tay đâu mà. Nhưng riêng đối với các cặp đôi ngày hôm nay tham gia khiêu vũ thì cũng sẽ nhận được một phần quà mang cái tinh thần gọi là động viên và cảm ơn. Bây giờ thì tất cả các cặp đôi sẽ nhận được những phần quà của chương trình. Cặp đôi đặc biệt nhất ngày hôm nay, đúng không? Đây, tặng anh chị. Tặng chị. Tặng anh. Tặng chị. Đó. Phần quà đặc biệt dành cho những người đặc biệt và muốn một tràng pháo tay nữa của tất cả chúng ta, đúng không? Các anh chị thân mến, khiêu vũ như vậy thì mình đang biết rằng mọi người vẫn chưa thỏa sức đâu. Còn bây giờ thì mình đang muốn mời các anh chị chúng ta sẽ có thể cùng nhau đứng dậy, đúng không ạ? Sẽ cùng đến với một bài hát để gắn bó hơn nữa cho cái tình cảm. Vẫn đi